Apple Music tụt bốn bậc trong bảng xếp hạng các thương hiệu được yêu thích. Bảng xếp hạng Brand Intimacy Study so sánh các ứng dụng và nền tảng mạng xã hội trên thế giới dựa trên mức độ gắn kết, yêu thích của người dùng dành cho những thương hiệu này. Vào năm 2018, Apple cho thấy sự thống trị của mình trong danh sách với vị trí số một. Tuy nhiên, trong năm nay, sợi dây gắn kết giữa Apple và người dùng có vẻ như đã bị sức bẻ nghiêm trọng sau khi hãng tụt xuống vị trí thứ hai sau Disney. Ở hạng mục ứng dụng. Apple Music cũng rớt từ vị trí số 1 xuống thứ 5, sau Pinterest, Spotify, Pandora và Instagram. Đáng chú ý khi Facebook cũng bị tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Mặc dù là một phần phổ biến trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, song các ứng dụng và nền tảng xã hội vẫn tiếp tục hoạt động kém trong nghiên cứu năm 2019 của chúng tôi, Mario Natarelli, đối tác quản lý của MBLM cho biết, những thương hiệu này được coi là tiện ích miễn phí nhưng giờ đây chúng xếp hạng thấp nhất trong hệ sinh thái điện thoại thông minh. Ở chiều ngược lại, những ứng dụng như Pinterest đang tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ, đặc biệt là với người dùng nữ, còn Spotify thì chiếm vị trí hàng đầu cho nam giới. Để đạt được kết quả này, MBLM đã tiến hành khảo sát trên 6.200 người tiêu dùng ở Mỹ, Mexico và các tiểu vương quốc Ả à Rập Thống Nhất. Họ đưa ra những câu hỏi để đánh giá các mối quan hệ của người dùng với các thương hiệu cũng như sự ràng buộc đó mạnh đến mức nào. Nguyễn Nguyễn theo apple insider